Đây là cái công thức bánh lăng mà Vĩ rất là thường hay làm nè mọi người. Cách làm thì rất là dễ luôn và lần nào Vĩ làm thì cũng thành công hết trơn á. Nhân tiện bữa nay Vĩ cũng làm một mẻ bánh mới cho nên là mọi người cùng làm với Vĩ nha. Nguyên liệu Vĩ chuẩn bị gồm 3 bịch sữa tươi không đường, nửa hộp sữa đặc và 5 quả trứng. Đầu tiên thì Vĩ sẽ cho sữa đặc và sữa tươi vào một cái tô. Vĩ cũng đập 5 quả trứng vào trong một cái tô khác. Mình lấy cả tròng đỏ và tròng trắng luôn nha. Vĩ dùng đũa để đánh trứng. Mấy bạn nhớ cái khúc này là đánh nhẹ nhẹ thôi nha. Đánh mạnh quá là xíu bánh bị rỗ đó. Đánh trứng xong á thì mình sẽ lược trứng qua một cái rây, rồi cho vào cái hỗn hợp sữa lúc nãy, khuấy cho đều lên một lần nữa là xong rồi đó. Giờ thì mình sẽ cùng nhau đi làm caramel nha. Vĩ dùng một chén đường, nửa chén nước, cho vào trong nồi á, rồi bật lửa nhỏ nhỏ nấu cho nó sôi lên, cho tới khi nào mà đường chuyển thành màu cánh gián á thì mình tắt bếp. Lúc này mình múc caramel vào trong cái hũ đựng bánh lăng nè. Cái này nóng dữ lắm cho nên mấy bạn múc cẩn thận chứ không thôi là bị phỏng đó nha. Làm xong rồi thì Vĩ sẽ múc cái hỗn hợp trứng và sữa lúc nãy vào trong những cái hũ đựng bánh lăng. Mấy cái hũ này mấy bạn hay hỏi Vĩ mua ở đâu lắm nè. Nếu mấy bạn không tìm mua được ở gần chỗ mấy bạn á thì cứ Shopee thẳng tiến nha. Ở phần trang chủ Vĩ cũng đặt mấy cái link mua những cái thứ linh tinh như thế này nè. Các bạn cũng có thể vào đó tìm nha. Rồi bây giờ sắp tới bước cuối cùng rồi nè. Mình đậy nắp lại và mang đi hấp thôi. Ở cái bước hấp này quan trọng nhất là chúng ta phải vặn lửa thật là nhỏ. Bạn nào mà nôn nóng vặn lửa thật là to là bánh bị rỗ liền à. Vĩ hấp bánh trong vòng 40 phút là bánh chín rồi đó. Bây giờ thì mình cùng xem thành quả nha. 1, 2, 3, ba la mở ra. Đó, các bạn thấy chưa? Nền bánh rất là mịn, không có rỗ một xíu nào luôn. Cái nào y chang cái đó đó. Giờ Vĩ lấy thử một cái ra để cho các bạn xem cái bánh nó mịn và nó ngon như thế nào ha. Bánh rất là thơm và không có bị tanh mùi trứng. Độ ngọt thì vừa phải mà lại rất là dễ làm nữa. Cho nên là các bạn phải thử một lần làm cái công thức bánh lăng này của Vĩ nha.